Cá nục kho với nước cam, anh chị em mình có thử chưa? Thường thường cá nục kho với nước mía không à? Bữa nay em sẽ làm món cá nục kho với nước cam, công nhận ăn cực kỳ ngon luôn. Bữa nay được bạn xóm cho được mớ cá nục với cá thu, cá ba thú nè, cho mà cho ngược tiền bà lại á. Cá thì em mặn xong xuôi rồi, giờ em bắt lên em thắng nước màu thôi. Hồi nãy em có bỏ đường nhưng mà quên quay á, giờ bỏ hơi lố đường rồi đó, đường nó nước màu nó vàng rồi. Giờ em sẽ cho tỏi vô phi thịt thơm, sau đó mình sẽ cho cá vô, nhưng mà cá này nó hơi bụng bụng chút nha, nó hơi mềm mềm, mình xào nhẹ nhẹ tay thôi. Lúc này cho cái màu lên rồi em sẽ cho một ca nước cam, nãy em mới dắt xong rồi. Nước cam mùa này nó hơi rẻ nha, 3 kg 20 ngàn thì mua để về mình uống luôn. Mùa này nóng nực nè, uống nước cam nhiều nó mát thôi đó. Mình đổ nước cam vô rồi á, mình để đi quay qua đây, mình sẽ nêm miếng bột ngọt nè, cho miếng muối vô, bữa nay không nêm nước mắm đâu. Rồi mình xịt thêm miếng tương ớt nữa, tại nước cam nó ngọt rồi khỏi nêm đường luôn. Nó quậy cho nó hòa tan ra, rồi cho nó nhân liệu nó hòa tan, bắt lửa hiu hiu thôi cho nó tự nó sôi. Rồi bữa nay mình ăn kèm với rau luôn nè, cái này đậu gồng nè. Rồi giờ em rửa, nãy em rửa em có ngâm rồi, 2 trái dưa leo bự chà bá luôn, với mớ bắp cải thảo nè. Cái này mà ăn chấm cá, nó chấm cá kho cực kỳ ngon luôn. Thôi giờ em sẽ vớt ra để cho nó ráo nước, đừng hồi mình ăn cơm. Kho nãy giờ cái chảo nó đã sôi rồi, nó có bọt rồi, giờ em sẽ vớt cái bọt nó để thôi cho cái nước nó trong nha. Nhìn cái màu rất là kẹo, nhìn nó rất là thơm luôn. Rồi giờ mình sẽ tắt bếp thôi, sắc mỡ hành nó, cho thêm một trái ớt nữa cho nó cay cay ra, the trang trí cho đẹp đẹp thôi. Thôi còn chần chờ gì nữa, giờ nó chín rồi mọi người ơi, giờ chuẩn bị một tô cơm thôi. Em bây giờ em chuẩn bị một tô cơm, nhà xúc nữa con cá ra, trang miếng nước lên nữa. Rồi giờ vít miếng cá, công nhận cái nục này mình kho ăn cực kỳ ngon, mà cái mùi nước cam á rất là thơm luôn á, chua chua ngọt ngọt, ăn rất là đã luôn, ăn kích thích vị giác lắm đó. Cắn miếng đồ gồng nữa ăn cái tê tái luôn. Mấy ngày nay thì ít có ăn rau nhiều, rồi bữa nay bồi bổ rau cho nhiều nhiều, ăn cho nó có chất xơ đúng như người ta đó. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha, công nhận cái món này cực kỳ ngon luôn. Có nhiều anh chị nói sao mà quay rất là hao cơm, rất là hao cơm thiệt luôn, anh chị ơi làm thử đi, ăn rất là hao cơm thiệt luôn, em không nói dốc đâu. Thôi em xin kết thúc video đây, hẹn cái nhà mà clip sau, nghe bye và chào tạm biệt.